tới cái Vinmart. Cái Vinmart đi. Nó chạy sau vô nghe. Sáu tư ngôi nhầm đúng không? 64 ngôi nhầm. Rồi, rồi đấu, rồi đấu được không? Đấu giùm đi. Xe bán nè, đi mà hết trang. Ủa, người ta. Mình đấu giùm cái đây, mình đứng lên mình. Cái lầu nướng qua lại. Trời, em kéo điện thoại. Nghe này. Dạ luôn. Ở nhà chở quay nhà đi đi ra rồi chưa đấy. Chưa về chưa gì. Chiều. Yes sir. Rồi, dẹp điện thoại luôn đi. Chỗ này hết bất học đây chà. Đi xe chì, xe máy à? Ông ăn đầu mấy chiếc xe. Ủa bên dưới sợ. Trời ơi. Yên, không đau. Cái này một ẩn rắn đồng đông ở xuân cái trăng lắm à. Từng cái ổ trắng trắng, gần cái cầu trắng trắng đó. Tới sắp nơi mà có mệt đây đây. Hôm nay mua phải một chiếc mưa trời. Toàn một đồ tráng mà ăn viêm này. Từng cái hộp này mũ cho trai. Nhưng trời hương miếng ấm vậy. Chị ấm lớn lớn này hút mấy cái chỗ này. Đại điện thoại. Cái cầu bà. Nó còn bị mù ổ mù tráng rồi, nó còn xong cái tay chỉnh cho con câu đâu để tráng không.
Chứ cái mối tháng nào không rõ con nào mới dính gần vô nữa. Đâu trán không hết rồi nè. Rồi cái kệ 4-5 ngày đang chìm trôi là hãy ăn tiếp là đằng nữa cho nên nó mới sạch nổ á. Ông nó ngoài luôn mà chị. Thấy? Mắc về quê gì đó. Về quê rồi hả? Quê thôi. Cái là cầu này qua cầu thì chết lè cho ăn hết luôn chứ. Cái kiểu nó có ổ mà lần đâu có lần gì. 3 ngày được rảnh thì đi lấy. Còn thì đây. Cái từ từ về quê chắc cái mạc nó đồng lần rồi đấy đã. Dạ. Nên mong cái mạc nó về sẽ ra. Dạ bước cho nó sạch chứ. Nó nhiễm trùng. Chứ từ đầu thì chỉ dễ. Nên đi tầm tâm miệng thì không thấy miệng ở đâu trời hết trơn nữa rồi. Mấy cái spa là làm chăm sóc da mặt à? Dạ, ở ga spa. Cái chỗ làm da mặt à? Dạ. Thấy đăng Facebook video đồ không? Tại âm lâm mấy cái ngay tính cái thổi súng. Cho ba một đó. Ga spa. Tao đâu nên hỏi phải ga spa tao sợ luôn. Đây để chuyện dẫn cái anh ga spa cho. Anh đó gì nhà Hương này diễn lửa trang cái cổ rồi chị Hương làm trắng tinh đây rồi đó. Thôi. Thầy vô đồng bầu. Mà hắn. Ừ. Lấy nhiều tiền lắm. Dạ, dạ. Lúc đầu vô hắn kêu là em 500 thôi sao không thấy 1,5 triệu. Ừ. Anh nói một lần dự trình là 10 mấy triệu đó. Đấy lần kêu trình một lần hết mà đâu có hết đâu. Mà anh như lựa gẹ. Trài hết luôn. À cái trình mới đây gọi spa này. Đó. Nhà đây là máy gọi spa đó. À ra mắm. Nó làm cái hầm lửa trong đó hề. Thì chào tôi gửi video qua cho tôi đây qua cho Dương xem. Dương nhìn là tất cười nữa. Là sờ ba quả hắn á. Hắn quay video đỏ lắm duyên, đánh nàng kia. Đưa mấy đứa không biết mạng cho tiện mình bậy. Câu này toàn là buồn hẳn không, mẫn lòng chứ thành ghê chứ ba. Chị hút tiếp cho thấy cái chỗ ở đây chứ gì quê được mồm về từ từ. Dạ. Mà chưa cấm cửa mùa lo. Dụng nào mở không? Dạ. Từ về đó thêm 1-2 ngày nữa cho. Nó này mùa của em toàn là mùa ẩn ẩn không ẩn là tôi đắng xuân hết trơn đi ra biết. Vậy là mua bình cồn còn biểu đi nhé, cái bình màu vàng vàng này phải không, pha thêm nhìn nước mút muối lao vậy còn cái biểu đi nhé, còn đỏ đúng là còn vàng vàng nữa đó, còn đậm nữa đó, em pha nửa cồn nửa muối vậy đó. Cái một bình pha nửa cồn nửa muối em lao rồi mặt sạch bằng nước ấm em lao lao nhiều lần nữa đằng thoa thuốc của chị vô, chứ thật ra mùn của em không phải mùn chi mô dán nặng hư đó đó. Ừ. Toàn mùn đau trán không với đau đen không. Mà nếu mùn ẩn thôi thì chị. Đó thì tự nhiên cái ổ mùn là chị biết mùn ẩn vẫn làm không được. Đà vô nó nặng cái mẫn sân trai của anh rất biết. Cái mùn đơn giản mà đâu phải mùn kia ghê đâu. Đó quá là trời ơi. Thì giờ mua còn đỏ nó qua nữa được còn nữa muối chị lao. Còn lâu nữa cái nhúng còn ẩm 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 á, đừng có đau ướt khô quán đào. Ra sao nó có lấy nước muối nước ướt ướt mình thấm 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 rồi nè, chẳng khô xíu xíu cái bao thuốc của chị vô. Mẹ nó to mùa ẩm lắm, ẩm lòng kia kia chứ. Cửa sạch là nước ấm cái đầu lao bằng cồn chứ nó cứ ngày hai lần qua lần như vậy, cái nước vàng nó với muối nó còn nước muối là bao thay bình thường lao thay sao bình thường
trong mà cô có vết thương tỉnh đồng viên nhé. Thảo nó dương ghê thì cầm trài không nó ghê như thằng này mà trài gió trơn. Cái cổ dương nó còn dương hướng cát gió trơn nó dương bò quay không? Ừ. Cái giờ mà không dám đụng vô nàng luôn hay do anh dương nướng trời cái trơn luôn. Mà chẳng trắng tính đầy bị sợ. Đừng... Ừ, anh đừng bị sợ lao cũ rồi đẹp biết mấy. Cái tiền mà sinh dài muộn nhiều nó hết rồi hà, hết đây rồi hà. Ừ, tiền mà nó mà nàng phải trong gác nấp cho tủ lạnh nè, không nói chuyện nó dễ sợ. Nè, thấy cái muộn đỡ biết mà, chàng nó vẫn biết nuôi qua mình sớm. Như là của anh cắt tóc nó chỉ sớm mà ngon rồi. Anh... Ủa ghê. Mỗi là tao muộn ẩn không thôi, nàng dễ hết nó. Mà tháng này đau lắm chị. Đau. Chị đỡ. Ta nàng đau nhất quá mà còn đỡ là biết nàng đau kiểu gì. Đau kinh lắm. À. Em kêu ủa đang đau kinh lắm chị. Nàng đau nhất quá rồi đó. Tôi mừng bạc và tôi gặng mạnh lắm. Cho nó xài cái đĩa ghê quá. Chắc lắng lấy cái nàng mụn đè rồi. Là tới đời luôn mới giữ được. Đại hương hả? Đại sĩ. Hút mát này nằm đây nghe hút mát vậy rồi nè. Đi qua cái ống tưởng hồi đa xí kẻ cho nó rút máy là bớt luôn. Cái ba ngày qua đây kiểm cho nè. Cặp lấy thuốc là vừa một cái cồn đó nghe. Cồn muối nghe y lời gì đó lẫn xài. Dạ dạ. Pho đều ra ha, một lấy một bình. Một bình thuốc muối ra. Lấy cái bình muối nó đổ nửa bình cồn qua. Muối muối quán xài nè, ra một bình muối nhỏ thôi. Bình nhỏ nhất nữa. Khi một bình cồn nó nè, pho nửa có muối nửa cồn. Mình lấy bình nước muối mình kiếm cái bớt cái cơ sạch mình đổ nửa ra đây kiếm cái lọ nước pha nửa cái bình cồn nó qua sợ nó đau gì không dám ký qua luôn á ra cái ống ngồi ngồi xương đĩa luôn đi qua ống la chết. Ừ, à. Một trong lành vì cái này mà để đã nhiễm trùng nữa dạ. Nó đâu có ra được đã mẫu ngã gần nhất còn đau thôi khổ ghê chó người bọc này mà xuống cái đưa em lồm lại cái là chết luôn về để cái này bữa làm giờ về ngủ không được khổ ghê dương nọ nó cổ vẫn lửa trơn mà khổ ghê lắm vẫn lòng kinh đóng lòng ghê đó hề nó làm cái thứ chi mà ghê họ đó chứ
Bye bye. Bye.